kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, sâu thẳm trong mỗi con người luôn tồn tại một luồng ánh sáng rực rỡ từ những viên kim cương. Nhiệm vụ của mỗi chúng ta khi tồn tại trên cuộc đời này chính là khai quật viên kim cương may mắn ấy của chính mình. Chạm đến đỉnh thành công vốn là một quá trình không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần cố gắng và vận dụng nguồn lực một cách hợp lý, người thành công tiếp theo có thể là chính bạn. Đó cũng chính là tinh thần chung thắp sáng cho tựa sách "Không phải thiếu may mắn, chỉ là chưa cố gắng". Không phải thiếu may mắn, chỉ là chưa cố gắng được viết bởi tác giả Bạn Tốt, tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng như Nói nhiều không bằng nói đúng hay 100 việc nên làm trước tuổi 20. Cuốn sách được chia thành 6 chương. Điều đặc biệt của Không phải thiếu may mắn, chỉ là chưa cố gắng là người đọc sẽ không chỉ tiếp nhận thông tin và nội dung trong sách một cách đơn thuần, mà sẽ đồng hành cùng một hệ thống các nhân vật hư cấu xuyên suốt từ đầu đến trang cuối cùng của cuốn sách. Những nhân vật trong sách được vẽ một cách đơn giản nhưng cũng không kém phần thu hút, sẽ cung cấp cho chúng ta những tình huống, đoạn hội thoại sinh động, có nhiều giá trị, bổ sung cho những triết lý sâu sắc mà tác giả muốn gửi gắm đến với bạn đọc. Hy vọng sau khi gấp lại một trang cuối cùng của cuốn sách này, bạn sẽ được truyền cảm hứng, được tiếp thêm động lực để trở thành một con người tự tin, tràn đầy quyết tâm với những thành công của chính mình. Chương 1 của cuốn sách với nội dung Khai quật viên kim cương may mắn của bạn. Kim cương vốn là một thứ khoáng sản được con người cho rằng có giá trị cao nhất. Chỉ có những người giàu sang mới có thể sở hữu nó như một món trang sức cao cấp. Kim cương vật chất dù có sang trọng, đắt đỏ đến đâu cũng không thể sánh bằng những viên kim cương đang tiềm tàng trong mỗi chúng ta. Nhiệm vụ của bạn là khai quật mỏ khoáng sản dồi dào ấy ngay trong chính nội tại bản thân. Con người luôn bị thu hút bởi của cải vật chất hào nhoáng và ngưỡng mộ tài năng thành công của người khác một cách bị động. Không mấy ai chủ động tìm kiếm viên kim cương may mắn của chính mình. Điều đáng nói là viên kim cương của bạn thoạt tiên chỉ như một viên ngọc sáng nhưng còn thô. Bạn cần phải là người từng ngày mài dũa viên kim cương của mình. Để làm được điều này, bạn cần phải vượt qua hai vấn đề lớn nhất mà mỗi người chúng ta đều vướng mắc: thiếu tự tin và không cố gắng hết sức. Một người thiếu tự tin sẽ giống như một chiếc xe không có xăng, không thể nào tiến lên phía trước. Động lực lớn nhất của mỗi người khi muốn thay đổi sẽ xuất phát từ việc có lòng tin, bởi vì nó sẽ khiến bạn sản sinh ra sức mạnh không ngừng tiến lên và bạn sẽ nghĩ ra biện pháp khắc phục tới khi đạt đến thành công mới thôi. Sự tự tin chính là động lực đưa bạn đến gần hơn với cái đích thành công. Tự tin không có nghĩa là không sợ hãi trước mọi khó khăn thử thách, mà đó chính là khả năng mỗi con người đề cao giá trị bản thân và vượt qua những nỗi sợ hãi ấy bằng nỗ lực từng ngày. Những nhân vật thành công, nổi tiếng như Carnegie, Napoleon, Edison không phải ngẫu nhiên mà họ đạt được vị trí quan trọng trong lịch sử. Họ cũng trải qua những nỗi sợ, những vấp váp thất bại cũng như chính mình và bạn. Nhưng điều quan trọng là họ có niềm tin và luôn đứng dậy từ những vấp ngã. Chương 2. Có thể tìm thấy viên kim cương may mắn ở đâu? Hãy tích cực tìm kiếm bởi cơ hội luôn tràn ngập khắp mọi nơi. Không có gì là kết thúc hoàn toàn. Một cánh cửa đóng lại để báo hiệu với bạn rằng sắp có những cánh cửa khác rộng hơn, tràn ngập ánh sáng hơn, mở ra đợi bạn bước đến. Ý tưởng và niềm vui bất ngờ thường xuất hiện ngoài dự liệu. Đó là món quà kỳ diệu mà mỗi cá nhân nhận được từ cuộc sống. Newton đã khám phá ra định luật hấp dẫn, làm thay đổi hoàn toàn tri thức của nhân loại về trái đất khi ông đang ngồi thư giãn dưới một gốc cây táo. Những phát minh của người Nhật như kiểu dép giảm cân vác gót do một bà nội trợ ngoài 80 tuổi cũng được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống rất đổi bình thường hàng ngày. Một điều quan trọng tiếp theo chính là thường xuyên mượn sự giúp đỡ bên ngoài để kiếm tìm sự hợp tác. Để tiến xa hơn trong bất kỳ một lĩnh vực nào, bạn cần không ngừng mở rộng và duy trì mối quan hệ của mình với mọi người. Hợp tác không phải là chia sẻ của cải cho người khác, mà là cùng những người khác sáng tạo ra của cải. Người thành công sẽ vận dụng phương pháp hợp tác để đạt được mục đích,
tập hợp sức mạnh để tạo ra thắng lợi. Còn người thất bại thì không biết cách linh hoạt, làm việc cứng nhắc. Kết quả là khi cạnh tranh bị suy yếu sức mạnh, dẫn đến thất bại thảm hại. Chương 3. Bạn cũng có thể trở thành người giàu có. Giàu sang và thành đạt là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Nhưng có một sự khác biệt hoàn toàn giữa mơ tưởng và hành động. Nếu có ước mơ mà không đi đến hành động, thì tất cả mãi mãi chỉ là viển vông hão huyền. Vậy nên muốn thành công, hãy hành động. Tác giả đã chỉ ra 3 phân đoạn của một cuộc sống tươi đẹp như sau. Phân đoạn 1. Xác định mục tiêu cuộc sống. Mục tiêu cuộc sống của bạn cần được xác lập một cách hợp lý, không quá kiêm tốn nhưng cũng không quá hão huyền thiếu thực tế. Hãy đặt cho cuộc sống của mình một mục tiêu thật tràn đầy cảm hứng, nhắc nhở bạn phải phấn đấu từng ngày để đạt được nó. Phân đoạn 2. Nỗ lực thực hiện ước mơ. Sau khi đã xác định được mục tiêu, bạn cần bắt tay vào tiến hành từng bước đạt đến mục tiêu của mình. Quá trình này là vô cùng quan trọng, bạn cần thực hiện một cách hiệu quả và có kế hoạch. Bằng không, mọi nỗ lực của bạn sẽ hao phí mà năng suất lại không như mong đợi. Phân đoạn 3. Luôn luôn kiểm tra sửa chữa. Trong tiếng Anh có một câu thành ngữ mà mình rất ưa thích, đó là Never rest on your laurels. Đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng của chính mình. Bạn cần phải luôn tỉnh táo, duy trì một tầm nhìn dài hạn. Bởi thành công của hôm nay chưa hoàn toàn khẳng định rằng khó khăn ngày mai sẽ không tới. Vì vậy, luôn chuẩn bị, kiểm tra, sửa chữa và có những phương án dự phòng là một điều rất cần thiết. Chương 4. Những gì bạn cần là kiến thức. Không phải là những đồng xu, kiến thức mới là tất cả những gì bạn cần. Nếu như thành công là cánh cửa, thì kiến thức chính là chìa khóa ăn khớp với ổ khóa mở cánh cửa thành công. Đừng bao giờ cảm thấy thương tiếc cho một số phận của chính mình. Dù bạn sinh ra trong nghèo khó, nhưng viên kim cương trong bạn lại lấp lánh hơn bao giờ hết. Những người xuất thân trong gia đình giàu thường không thể cảm nhận được những thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Bởi yên ấm no đủ đã tước đoạt đi khả năng nỗ lực vượt khó của họ. Không chịu được vất vả, chỉ gặp phải chút va vấp là dễ dàng từ bỏ. Trái lại, những người con xuất thân từ cuộc sống bình dân nghèo nàn lại từng ngày trui rèn cho mình một sức mạnh tinh thần để dũng cảm vượt qua khó khăn, đương đầu với những thử thách của cuộc đời. Chúng ta nên thừa nhận rằng, khi bản thân có cuộc sống giàu có, yên ổn, thì còn ai muốn làm việc vất vả, sống cuộc sống thiếu thốn tằn tiện nữa. Nhất là ngay khi mới sinh ra, đã có người hầu hạ, làm giúp tất cả mọi việc, thì sẽ trở thành một người không có kỹ năng sống. Hễ khi bạn ra khỏi nhà, người ngoài không thể nào phối hợp được với kiểu sống của bạn, bạn sẽ rất khó sinh tồn, cảm thấy mọi người ai ai cũng như đối địch với mình. Vì thế, hãy dành thời gian tìm hiểu và khai thác giá trị của bản thân, và người thành công tiếp theo có thể chính là bạn. Chương 5. Để cuộc sống đâu đâu cũng tràn ngập quý nhân. Chương sách này tập trung nói về tầm quan trọng của những mối quan hệ tích cực trong cuộc sống của mỗi người. Những người bạn tuyệt vời sẽ mở rộng thế giới của bạn. Từ đó, bạn sẽ có một cuộc sống phong phú hơn, hạnh phúc hơn. Trong khi Kinh Thánh từng viết, bạn bè trung thực là liều thuốc tốt của mọi người. Mức độ thành công trong sự nghiệp và cuộc sống được quyết định không nhỏ bởi mối quan hệ của chúng ta với người khác. Một lưu ý quan trọng mà tác giả đề cập để mở rộng mối quan hệ xã hội chính là hãy rèn luyện thói quen nhớ tên của người khác. Hay một điều cần thiết khác chính là hãy che giấu sự thông minh của mình. Đừng để người khác biết bạn thông minh hơn họ. Bằng không, những người xung quanh bạn sẽ luôn cảm thấy bất an, tự ti và có thể ganh ghét bạn. Chương 6. Người bình thường cũng có thể trở thành nhân vật vĩ đại. Khi tác giả nói rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhân vật vĩ đại, mình đã nghĩ đây là một câu nói sáo rỗng thông thường. Trong tâm trí của chúng ta luôn tồn tại một định kiến về hình ảnh của một người vĩ đại, đó là chính trị gia mặc Âu phục chỉnh tề, những huyền thoại âm nhạc quá vãng đi vào nỗi nhớ của công chúng. Nhưng điều kỳ lạ là ít ai nhận ra rằng chúng ta cũng có thể là nhân vật vĩ đại bằng việc hoàn thành xuất sắc những công việc hàng ngày của mình. Bạn không cần được trao huân chương để được công nhận là một người mẹ vĩ đại. Bạn vĩ đại từ cách chăm sóc, quán xuyến những công việc gia đình thật chu đáo. Vĩ đại từ cách bạn dạy dỗ những đứa con, những bài học thật ý nghĩa. Dù ở bất cứ ngành nghề nào, không phân biệt cao sang hay thấp hèn theo định kiến xã hội, bạn đều có tiềm năng trở thành những người vĩ đại. Không phải thiếu may mắn, chỉ là chưa cố gắng.
không phải là một cuốn sách cung cấp những bài học triết lý khô khan, mà nó tồn tại như một chiếc la bàn định hướng lại cuộc sống của bạn, những con người còn thiếu niềm tin, thiếu nỗ lực trong cuộc sống. Cuốn sách tuy không dài, nhưng giá trị của nó mang lại đến người đọc thì khó có thể đồng đếm nổi. Hy vọng sau khi đọc được cuốn sách, bạn cũng sẽ tràn đầy cảm hứng và xác định những mục tiêu sống tích cực như cuốn sách đã làm với bản thân mình. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Không phải thiếu may mắn, chỉ là chưa cố gắng tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM tần số 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng Fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh vào lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.